Chiều nay, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với tỉnh Sơn La nhân sự kiện địa phương này tổ chức Ngày Hội Văn hóa Du lịch năm 2023. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm một số hợp tác xã nông nghiệp của huyện Mộc Châu. Phó Chủ tịch Thường trực đã biểu dương những tấm gương nông dân làm nên thương hiệu Mận Hậu trên mảnh đất Sơn La này. Tôi cũng rất mong đảng bộ, chính quyền và nhân dân của tỉnh Sơn La thì tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là trên cái lĩnh vực nông nghiệp theo phương châm là tất đất tất vàng. Cái thứ hai là quy hoạch cái diện tích trồng cây ăn trái. Thứ ba là tìm kiếm thị trường để xuất khẩu được nhiều hơn. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã trao hỗ trợ tỉnh Sơn La 1 tỷ đồng để xóa nhà tạm, tặng 20 suất quà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Mộc Châu.